đây có rút thuốc nha, để cái gì để cô Vân con nha, là rút cái thuốc này ha. Rồi cái rút liều đầu dữ, rút liều thứ hai là liều dạ nha. Cái này là cái vỏ đựng vaccine, không phải cô quay nhìn cô quay nè, cô đứng như vậy cô này nè, đó thấy không, thấy quay cái vỏ không? À quay vậy hả? Đó thấy không, thấy quay không? Đó quay cái vỏ nè, đây là vỏ thuốc của con nè đó. Rồi bây giờ lấy liều dại nè, nó liều dại ha, liều dại để trong cái túi vaccine này nha. Sao kỳ vậy? Giờ đây, đó thấy không? Đây là bây giờ đút cái thuốc vaccine ra nè, nè cô quay cái đút thuốc vaccine nha, cô quay cái đút thuốc vaccine nè. Đó, kim mới nha, kim mới, thuốc mới luôn ha. Thuốc hết vaccine. Rồi là hết vaccine ha. Rồi, bây giờ là con tự chích bé mèo ha. Rồi, bây giờ hai liều vaccine này con sẽ để trong túi. Cô quay con đi. Hai vaccine này con sẽ bỏ trong túi đây. Ok. Rồi ha, bây giờ mình sẽ ra chích mèo. Chích mèo, dạ. Quay gì không? Cô quay con chích mèo nha. Ok. Chi mà cực cái vậy? Trước khi chích đó thì con rửa tay rồi. À. Cho nên là không có sự tiếp xúc mầm bệnh. Cho nên bây giờ mình mới chích bé mèo. Ra mà đóng lại thôi, nó vùng vô nó không bắt được á. Mở lấy dơ đến rồi đẩy đi, rồi ra đóng lại đi. Rồi, thôi bắt nó được đi. Đâu qua đây luôn đi, không bắt nó được đâu, khó bắt lắm. Rồi bây giờ ha, mình làm quen con mèo á, mình cứ chích mình chạy này đó, chạy ra ha, chạy khăn người ta ha. Rồi cho mèo cho cái khăn này nha. Khăn đây, mình làm quen cái mèo, cho mèo ngửi tay nhất nha, mình đừng ngửi tay cho làm quen cái đi. Mi ơi, ra đây con. Ngồi xuống với nó đi, ngồi xuống đi. Đây, ngửa tay đi con. Đây con. Mi ơi, nó tên Mi đó. Mi. Làm quen nha, làm quen nha. Thôi làm quen mà, làm quen. Con, làm quen. Rồi. Quen chưa? Rồi. Giỏi, Mi giỏi nha. Bắt ra rồi đó. Rồi, bây giờ lấy cái vỏ này, tự nó không? Phải quay mình công phu dữ vậy. Quay anh làm quay cái mấy nha, con nha, con giỏi lắm anh nha, con sợ nha, mi giỏi lắm rồi. Rồi mi đây nha, mi giỏi rồi, mi rất là giỏi nè, nó xa mi nha, nó xa mi nha. Massage mi, massage mi, massage mi. Massage mi lắm. Rồi, mình bế mèo thì một tay mình để bụng ha, một tay sáng thì mình để xuống khăn ha. Rồi giỏi quá, trời giỏi luôn. Rồi, ha, quấn lại ha. À, rồi, quấn lại vậy okay. Hả? Dạ. Bây giờ vào chích nha. Mi giỏi nha, mi giỏi nha. Giỏi nha. Rồi. Giỏi quá Mi ha, giỏi quá ha, xong rồi ha, ok, còn một mũi nữa nha Mi nha. Mũi mình sẽ tiêm chỗ khác nha, mình không có tiêm cùng một chỗ được. Dạ. Ok. Vậy quá Vân này. Mình biết đau rồi đó. À, yên quá mà, yên quá con ha, rồi, xong rồi, Mi, ok. Con quay nè, quay mèo nha, quay cái chỗ xoa, dạ. Quay chỗ xoa nha. Xoa đó. Rồi. Thấy mặt đó rồi. Rồi, xoa nha, rồi. Mình xoa vậy không áp xe nha Mi nha. Giỏi Mi, giỏi nha. Ok. Rồi, xong rồi nha. Nhớ cô nhớ nha, giờ con nói luôn nè. Là mèo không có đấm bé trong 3 ngày nha. Không tắm bé 3 ngày phải không? Rồi, ăn uống bình thường nha. Rồi không ăn nhiều dầu mỡ nha. Có tiêu. Rồi, ăn hạt của nó không à? Đúng rồi, ăn hạt của nó đi. Ừ, rồi, sau đó đó là cái chỗ tiêm mình nhớ xoa thêm nha, để không bị áp xe. Không bị áp xe là sưng một cục, quay bà con nè. Khi con nói chuyện quay bà con, ok. Không có bé nó. Không bị áp xe đó, mình so cái chỗ tim này nè. Để không bị áp xe nha. Ăn uống bình thường, không ăn nhiều mỡ khó tiêu nha. Tránh tiếp xúc với động vật, mèo lạ khác. Rồi ok. Cái này hơi cao á, cái này hơi cao nè. Thì cũng được làm cái lưới qua luôn để mèo được không nhảy ra. Mèo nó không nhảy đâu, nó hiền lắm, nó không dám đi đâu. Không tới mùa dậm dật á thì nó sẽ nhảy đó. Cho nên là nếu mèo này hiến đòi, không sao ok ha. Mèo cứ hiến thì nó cứ nhiều. Rồi con chỉ nói vậy thôi rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn cô.